Rồi ok, hello anh em. Thì tôi sẽ vào Zomba test coi cái khẩu lục này nó có mạnh hay không. Tôi sẽ vào cái súng này ở chỗ nào đó. Cái này tôi cảm giác thấy là cái này nó mạnh nhất đột kích, nhất CF. Mày cái này tôi đánh giá là nó nhiều đạn nhất. Nhưng mà đâu? Sao tôi bắn không tới? Cảm giác bắn đạn chùm thì nó bay tùm lum từ lưa thôi. Mày thằng chó, thằng chó bên ghi em đứng yên tại đứng lại, mày đứng lại liều chết quê dơ mỹ vị rồi. Cái này hồi nhặt băng đạn bắn á. Trời ơi trời, cái máy rương hai lũ đạn luôn. Ừ có băng đạn nãy nhớ nhận băng đạn lột cái gì á. Chiếc nam bắn đạn chùm thì để tôi xuống mấy tầng là tôi test tầm xa cái này bạn ra lung tung gục Glock cơ động nhiều đạn nhất sẽ ép thiệt là không nói về ép đạn nha anh em. Đu ta sẽ nói với mình ta chắc thấy móc mà ông ta sợ đấy mà mày. Thôi chị ơi chạy. Mình tên anh ơi. Một viên 83 máu, 81 máu. Con tôi mà nổ ram lâu mà ra. Nãy giờ được 2 trận chiến rồi. Tới nổ đa bắn đâu mà ra. Thật sự là cái này nó nặng chùm á. Ủa cái làm đứng yên mày. Bị bệnh à. Mày. Mày. Quê. Bình tĩnh anh ơi. Từ từ anh ơi. Từ từ anh ơi, từ từ. Tôi đã không có đem cái M41 này, chắc nãy giờ tôi chết rồi. M41
Má Liên Quân con nội mẹ mày à, tới nơi. Mừng quá. Tôi không đeo con mở một rồi thôi, chắc tôi bỏ mạng rồi đấy. Thằng kia một tấm mấy kêu à. Tôi cho ngoài dáng này tôi đâu có dành tóm chị. Chỉ review gì cái lục này thôi. Nói chung là súng này bắn cũng được. Bắn được cái không nổi rồi quá đệ. Thằng khủng lồ xanh, khủng lồ xanh. Mấy cái thằng mập mập này bắn mỏ một cái đập phê. Ê cu. Được đây. Vậy mà bu ra thì công cụ review của tôi đến đây là hết nha. Bye bye, hẹn gặp anh em ở video sau. Thủ dâm ghê quá mày. Không có nhớ năm tâm lên là cái gì cũng xong. Anh em mà chưa like xe, cố gắng like xe, subscribe kênh ủng hộ mình, giúp mình lên 100 người subscribe nha. 100 người thì anh em mình sẽ có event tặng cho anh em một cái ACF. Cũng coi như cũng hơi là tâm huyết nhất của mình. Mà không phải ạc này đâu, ạc khác. Ạc VIP 3. Các người tôi sẽ cho anh em một cái ạc VIP 3. Anh em đừng hỏi có súng VIP hay không, tất nhiên có súng rồi. Cho anh em mà nhặt được nha. Ồ, tôi không biết zombie à. Vậy bắn tiếp. Tiếp tục clip. Mày hát à. Đủ ma thật. Một trăm người sẽ có một cái ạc tiếp 3 tặng cho này. Thật. Má cái thằng đó, nó chém đỉ mẹ nó, tao đứng lúc gần đây mà nó đứng đâu càng lâu ngoài mà đi chém tới tao. Chơi mình mày đi con. Em nhớ like và chia sẻ video này.